Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái bẫy rắn của một cái anh chàng nào đó đã đặt gần cái chỗ của mình đặt đây. Thì cái dạng mà người ta bao bên ngoài như vậy á, thường thường là người miền Tây người ta sẽ bao, các bạn, mấy cái người miền Tây Đồng Tháp, An Giang đó, người ta sẽ bao cái này, bao cái đó vô để cho cái con vật nó vô nó đỡ sợ thì nó đỡ tung. Nhưng mà cái bẫy của cái anh này nó lỗi quá thì lỗi, các bạn. Đây này, cái hòm mà hơn vân hở rồi, lưới thì yếu. Cái này thì chắc rắn hay chồn vô nó cũng sẽ ra thôi. Đây các bạn, cái hòm gì đâu mà đút cả các bàn tay vô đây, hở đây. Cái mối này chắc có lẽ con chồn đây này, con chồn nó vô rồi nó ra đây các bạn. Đây, cái lưới bẫy rất là lớn, nếu mà làm chắc chắn giống như cái kiểu bẫy của mình hướng dẫn đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn làm nó cứng cáp lên thì nó không có lỗi đâu. Đây, nó bị lỗi ngay chỗ này đây các bạn. Đây, có lẽ con chồn này nó vô là nó ra chỗ này. Đây, mình bẫy thì chịu khó làm cái bẫy cho nó chắc chắn chút các bạn. Như vậy thì bẫy rồi mai mốt cái con vật nó sậy rồi nó không dám vô nữa, nó sợ bẫy. Đây. Đó, các bạn coi, các bạn rút kinh nghiệm nha.